Phú Hiếu xin được kính chào tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube Phú Hiếu Nguyễn. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 14 tây tháng 5 năm 2022, và giờ này mình đang có mặt ở trong một cái công viên rất là rộng lớn và cũng rất nổi tiếng của trong thành phố Phan Phục A Mai. Công viên này được mang tên là Quinterbrooks Park. Và giờ này bên ngoài thời tiết hôm nay rất là đẹp nha các bạn. Giờ này đang là 3 giờ chiều và ở ngoài trời thì có nắng, đứng gió, không mưa và thời tiết rất đẹp. Bởi vậy trên như là ngày hôm nay đi ra ngoài này là thấy tất cả mọi người, người ta ra đây người ta nằm phơi nắng, người thì nằm đọc sách, người thì chơi coi như là yoga. Giống như trước mặt của các bạn á, các bạn đang thấy có một cô con gái, cô đang tập yoga ở ngay ngoài nắng, ngoài bãi cỏ. Còn đằng sau lưng của cô á, thì có một cái ông đàn ông đang ngồi nằm đọc sách. Bên phía vòng trong đây, hôm nay người ta ra ngoài này người ta nằm phơi nắng rất là nhiều các bạn. Thì như những cái video trước mình cũng có nói qua với lại tất cả quý vị và các bạn rồi á, ở bên cái châu Âu này nói chung và bên nước Đức nói riêng thì cái người châu Âu họ rất là thích nắng, họ rất là quý nắng. Cái lý do cũng dễ hiểu thôi, là tại vì ở bên cái xứ này á thì các bạn biết được rồi, nó không có giống như ở bên Việt Nam mình. Xứ mình thì nóng quanh năm suốt tháng đó, còn bên đây á là lâu lâu nó mới có được nắng và đẹp như vậy. Ví dụ như nếu mà tính so với lại coi như là cái năm 2021 á, thì các bạn thấy thời tiết của cái năm 2022 này so với năm ngoái thì thời tiết rất là đẹp. Là tại vì năm ngoái là mình nhớ mình đi quay phim vào cái thời gian tháng 5, khoảng chừng giữa tháng 5 là trời lúc đó nó vẫn còn lạnh nha các bạn, trời vẫn lạnh. Có nhiều hôm mà mình đi quay phim mà các bạn biết bên ngoài á, giữa tháng 5 của năm 2021 nó chỉ được tới khoảng chừng 5 độ, 7 độ, hoặc cao nhất là chỉ được lên tới 10 độ cộng. Trong khi ngày hôm nay á, là ngồi ở trong bóng râm lại khác. Nhưng mà nếu mà các bạn mà nằm ngay ở ngoài nắng luôn á, thì giờ này là 3 giờ mấy chiều, mà các bạn biết ở ngoài bây giờ hôm nay nó vẫn được tới khoảng chừng, nếu mà các bạn ngồi ngay ngoài nắng á, là hôm nay nó lên tới được 27 độ cộng, đúng không? Lên tới được 27 độ cộng. Còn cái giữa trưa á, lúc mà 12 giờ trưa là nó lên tới 30 độ luôn đó. Thì sẵn đây mình ngồi ngoài này để mình cũng giống như là đi dạo cho nó tốt cho sức khỏe, đồng thời là mình thấy cái cảnh trí ở đây á, hôm nay rất là đông người mà thời tiết đẹp thì mình muốn quay phim mình gửi tới cho tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn. Giống như các bạn thấy có đó, cô con gái đó là cô đang tập yoga với nhiều cái tư thế, nhiều cái động tác rất là đẹp. Và mình nghĩ là cô này là cô cũng có học trường lớp đàng hoàng đó các bạn, vì những cái động tác mà cô làm á, thì mình thấy rất là khó chứ không phải là dễ. Nhìn thì thấy dễ vậy thôi, nhưng mà nếu mà ai mà có học qua hay có chơi qua yoga á, thì mới biết được là cái khó của cái yoga nó như thế nào. Nhìn thì thấy dễ lắm, nhưng mà nếu mà các bạn mà muốn biết được nó khó như thế nào á, các bạn cứ thử tập làm theo cái động tác mà của cái cô con gái đó cô đang làm, mà các bạn làm chừng 1-2 cái là các bạn sẽ biết được là nó mệt và nó khó tới mức độ nào nha các bạn. Đây bây giờ mình xin dịch qua bên đây một chút xíu đi, tại vì mình để cái bên phía kia thì nó vướng cái lá cây, còn ở cái hướng này thì các bạn coi nó được rõ hơn. Trong đây là các bạn thấy là người ta chạy bộ, rồi người thì đi xe đạp,
rồi nằm phơi nắng, tập yoga, đọc sách. Thì nói chung là như mình đã nói với các bạn rồi, tại sao sở dĩ tại sao mà cái người châu Âu á mà người ta mà khỏe hơn là cái người Á Châu của mình thì nó cũng rất là dễ hiểu thôi, là tại vì cái người châu Âu á là người ta rất là siêng năng tập thể dục nha các bạn, rất là siêng năng tập thể dục, tập đủ các kiểu hết. Còn như Á Châu của mình á nói chung và cái người Việt Nam của mình nói riêng á thì rất là làm biếng về cái vấn đề mà chơi thể thao. Còn bên Đức này thì các bạn thấy rồi, ví dụ như trời mà nắng lên một chút xíu á là thấy người ta đi ra ngoài, người ta ví dụ giống như ở trong cái công viên ngày hôm nay á thì có những cái em mà trẻ nó mang vợt ra ngoài này để nó đánh tennis, tức là giống như là cái ping pong đó các bạn, bóng bàn á, rồi người thì mang banh ra đây đá, người thì chơi badminton tức là cầu lông, đủ các kiểu hết các bạn đó. Nhưng mà các bạn biết tại sao mà mình hỏi là cái người Việt mình thích chơi thể thao không? Thì mình nói thiệt với các bạn luôn nha, là không không riêng gì ai đâu các bạn, ngay bản thân mình chỉ nói riêng bản thân mình thôi, là mình cũng là cái người rất rất là làm biếng tập thể thao, thật sự với các bạn vậy, rất là làm biếng tập thể thao, gần như là coi như là không bao giờ mà chơi thể thao hết. Nhưng mà ngày hôm nay mình xin chia sẻ, mình xin tâm tình với lại tất cả quý vị và các bạn, đó là các bạn biết được là coi như là một năm mấy, coi như gần 2 năm nay là mình cảm thấy là mình khỏe hơn trước rất rất là nhiều các bạn. Mà thường thường các bạn thấy nhé, là con người ta hầu như là mỗi năm phải mỗi yếu đi, đúng không các bạn? Đó là nói về vấn đề mà kiểu khoa học, nói về vấn đề mà nó rõ ràng như vậy. Ai cũng như ai thôi, đàn ông, đàn bà, thậm chí là coi như là phái nào cũng vậy hết. Khi mà mình mà lớn tuổi thì mỗi một ngày mình già đi thì mình lại yếu đi. Nhưng mà mình á, thì mình lại ngược lại, là mình thấy so với bây giờ, so với lại 2 năm về trước thì bây giờ mình khỏe hơn nhiều. Mà cái lý do mình khỏe hơn nhiều cũng dễ hiểu lắm các bạn, rất là dễ hiểu thôi, chứ không có gì khó hiểu hết. Là tại vì mình nghiệm nó ra, mình thấy được là cái thể thao nó giúp đỡ cho cái sức khỏe con người ta rất nhiều. Lý do tại sao mà 2 năm nay á mà mình cảm thấy mình khỏe hơn nhiều là tại vì từ cái ngày mình bắt đầu đi làm YouTube á thì gần như là mình đi bộ rất rất là nhiều các bạn, hầu như là mình đi bộ rất nhiều. Ví dụ những cái ngày thường á mà thì mình còn đi ít các bạn, nhưng mà những cái ngày cuối tuần, thí dụ giống như thứ bảy chủ nhật rồi nè, và những cái lúc nào mà mình đi quay phim cho các bạn mà nó rớt vào ngày cuối tuần á thì mình đi bộ rất là nhiều. Mình đi trung bình là một lần mình đi quay YouTube là mình phải đi bộ có từ 5 cho tới 10 cây số. Lý do mà các bạn biết tại sao mà mình đi từ 5 tới 10 cây số không? Tại vì khi mà mình đi từ nhà mình tới một cái khu vực nào đó mà mình muốn quay YouTube, đúng không? Thì mình đi bằng cái xe xe công cộng, có nghĩa là đủ các loại xe hết, xe bus có, xe transit ban có, xe điện có, rồi U-Bahn, S-Bahn, điện ngầm, điện nhanh gì vân vân và vân vân. Thì mình đi tới cái khu vực đó rồi á thì bắt buộc là mình phải đi bộ. Thí dụ giống như bây giờ mình nói, ví dụ các bạn là mình quay trong Farmington Garden, thì mình đi từ nhà mình tới Farmington Garden là mình đi bằng xe công cộng. Nhưng mà khi mà bắt đầu bước vô trong cái khu vực mà Farmington Garden rồi là bắt buộc lúc đó mình phải đi bộ, đúng không? Mình đi bộ gần như vòng 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 trong đó để mình quay phim, để mình làm YouTube gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn coi. Còn thí dụ những cái lúc mình vô sở thú, mình cũng vẫn phải đi bộ luôn, hoặc giả là mình lên những cái khu vực mà thí dụ giống như là trên Vice Kitchen mà kỳ đó mình quay cho các bạn coi, mà cái vườn bắp, vườn bắp thì lúc
đó mình cũng phải đi vòng ở cái khu vực đó, hay là những cái lúc mà mình quay ở trong những cái công viên miền Đông Osma thì mình cũng phải đi bộ. Nói chung chung là khi mình quay YouTube mình đi bộ rất nhiều các bạn. Chính như vậy như mình nghĩ là có thể là như là cái đi bộ qua nó giúp cho cái sức khỏe của mình nó tốt và nó khá hơn là so với 1-2 năm về trước. Thì đây là mình muốn chia sẻ tới cái kinh nghiệm của riêng bản thân mình cho tất cả quý vị và các bạn được biết. Thì mình cũng khuyên tất cả quý vị và các bạn là nếu như ai mà có thời gian rảnh thì nên thời tiết đẹp nên đi ra ngoài đường nhà. Các bạn bảo tôi gọi trong nhà ngoài. Ví dụ như cái ngày thường thì mình cũng hiểu được là đương nhiên ai ở bên nước này thì cũng phải đi làm thôi các bạn thân. Nhưng mà khi mà đi làm thì nhiều lúc về cái công việc rồi đi làm về mệt mỏi quá, đâm ra cũng chỉ có muốn là tắm rửa xong ăn uống rồi lại ngủ để mai lại tiếp tục đi làm. Cho nên đôi khi vì cái công ăn việc làm đôi lúc và có nhiều người không có thời gian rảnh. Nhưng mà theo như mình nghĩ được ở bên đây ai có đi làm đi chăng nữa thì cũng phải có ít nhất là một tuần cũng phải có một ngày nghỉ, đúng không các bạn? Ví dụ những cái người mà đi làm cho Đức những người mà đi làm cho Đức thì mình nghĩ là được nghỉ 2 ngày cuối tuần, ngày thứ bảy chủ nhật đó. Còn thậm chí là những cái người mà cho dù bây giờ đi làm cho Đức mà làm trong siêu thị thì cũng được nghỉ coi như là cũng 2 ngày, tức là cái ngày chủ nhật siêu thị nó đóng cửa thì mình không nói làm gì rồi, nhưng mà họ sẽ cắt, họ chia ca như thế nào đó để các bạn sẽ được nghỉ thêm một ngày trong tuần nữa, từ thứ hai cho tới sáu, nghỉ ngày nào đó thì tùy theo cả cái ca người ta chia, nhưng mà các bạn cũng được nghỉ 2 ngày. Trừ trường hợp là những cái người mà đi làm nhà hàng hay là đi làm neo vúa tay móng tay móng chân á, thì những người đó thì đương nhiên là mấy người phải làm coi như đúng coi như là 6 ngày, đúng không? Làm 6 ngày trong tuần và chỉ được nghỉ 1 ngày mà thôi. Đó là những cái người mà người ta làm về coi như là nhà hàng của Việt Nam, của nhà hàng Tàu hay nhà hàng Thái Lan, nói chung là nhà hàng của Á Châu á, thì họ chỉ được nghỉ 1 ngày đó. Còn những cái nhà hàng mà nó nằm ở trong trung tâm mua sắm á, thì các bạn cũng chỉ được nghỉ có 1 ngày chủ nhật mà thôi, còn cũng phải làm từ thứ hai tới thứ bảy. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, làm cái gì không cần biết, ở bên đây bắt buộc cũng vẫn phải có 1 ngày để cho nghỉ ngơi, giống như làm nạp năng lượng. Các bạn bảo mình nạp năng lượng là trong người, thì cái ngày mà nào mà coi như là mọi người được nghỉ á, thì nên dành thời gian ra chừng khoảng có chừng nửa tiếng. Mình nghĩ là nửa tiếng á, mà nếu mà bây giờ các bạn mà ngồi ở trong nhà, các bạn coi tivi, các bạn đọc sách hay là các bạn làm cái gì đó thì nó cũng qua rất là nhanh, các bạn không? Trong khi đó mình coi như là dành ra thời gian tới khoảng chừng nửa tiếng để mình đi bộ, thì các bạn sẽ thấy được là cái sau, nếu mà các bạn mà một tuần, bây giờ mình nói dụ như một tuần các bạn chỉ dành ra chừng khoảng nửa tiếng cho tới một tiếng các bạn đi bộ. Đó là mình nói là không phải mỗi ngày nha các bạn, một tuần các bạn mới đi một lần thôi. Các bạn chỉ cần đi cho mình 15 phút cho tới nửa tiếng, cái lúc ban đầu là vậy. Còn nếu mà ai mà từ từ lên bắt đầu đi bộ cỡ khoảng chừng một tiếng, cứ đi chậm chậm vậy mà các bạn đi, thì các bạn sẽ thấy được là nó sẽ có hiệu nghiệm rất là tốt cho sức khỏe của mình. Nhưng mà các bạn cứ thử đi rồi các bạn sẽ thấy được là cái hiệu quả của cái sự mà tập thể thao nó tốt cho sức khỏe và cơ thể con người chúng ta như thế nào.
Thời tiết này đẹp quá các bạn ha. Rất đẹp. Bây giờ mình xin đổi cái cảnh một chút xíu cho các bạn coi của cái công viên này nó như thế nào nha. Đó, xa xa trước màn hình của các bạn á, đằng phía trước các bạn thấy người ta đi hàng dài sắp lớp luôn đó. Đó, các bạn thấy mấy cái cây trong đây không? Cây nào cây đó, không có cái cây nào nhỏ hết các bạn, cây nào cũng lâu đời hết. Tại cái công viên này nó lớn lắm các bạn. Công viên này mình nghĩ chắc nó cũng phải mấy mẫu đất đó các bạn. Cũng phải mấy mẫu đất. Còn đây thì nó có một cái tượng đài. Một cái tượng đài nhìn rất đẹp, được làm bằng đồng đen. Còn riêng đây là cái cây này thì là mình chấm nhất ở trong cái công viên này các bạn. Đây, cái cây này các bạn nhìn thấy các bạn mới thấy mới thấy đẹp nè. Đó, cái gốc của nó đó các bạn thấy không, cái gốc của nó, cái chu vi của nó, cái cây này mình nghĩ là phải 4 người lớn mình ôm nha các bạn, 4 người lớn mình ôm mới hết được cái thân, mới hết được cái chu vi của cái gốc cây của nó. Đây đó, các bạn thấy một cái cây mà người ta trồng mà cái công viên nằm ở ngay phố chứ không phải ở làng nha các bạn. Đây không phải là làng mà đây cũng phải là vùng đồng quê, mà đây là thành phố đó. Đây là thành phố mà các bạn thấy thành phố mà họ trồng được một cái cây, những cái cây mà nó lớn như thế này là các bạn biết được là nó cũng lâu đời lâu năm tới mức độ nào rồi. Trong đây là nhìn đâu đâu cũng thấy coi như là xanh rờn hết luôn, tại vì bây giờ là thời tiết quá đẹp các bạn không, bây giờ là coi như là mới có, coi như là nó nắng mới có được chưa đầy, coi như là mới được chừng 2-3 tuần mà các nhìn thấy bước ra ngoài đường thấy tự nhiên cái cảnh trí nó khác hẳn các bạn, khác liền. Hôm nay là mình đi ra ngoài là mình biết được đấy, như thời tiết nó đẹp, mình coi trên tin tức đâu đó đàng hoàng hết rồi, bởi mình mang theo cái statip, tức là cái chân đứng của mình đó, để mình quay phim. Khi mà mình quay phim thì nó không có bị coi như là mất công mình phải cầm trong tay nó mỏi, mà mình để ở trên cái statip này mình quay, muốn quay bao nhiêu lâu thì cũng được hết, để cho nó tiện các bạn thấy không. Rồi bây giờ thì coi như là mình mới quay một cái vòng tròn để cho các bạn coi như thế nào. Rồi thì bây giờ các bạn, mình lại coi như là cho các bạn coi tiếp cái cô con gái mà coi như cô đang tập, coi như là tập yoga nha các bạn. Tại vì cái môn yoga này mình nói thật sự với các bạn, mình cũng rất thích đó các bạn, mình cũng muốn đi tập lắm á, nhưng mà thật ra là cái thời gian thì cũng phải là không có thời gian, nhưng mà mình có quen rất là nhiều người, người ta chơi yoga thì người ta cũng có chia sẻ với mình, người ta nói là cái môn này nhìn thấy thì
thì tưởng là dễ nhưng mà nó rất là mệt các bạn, mệt lắm. Dạ, chơi mệt lắm chứ không có phải là coi như là bình thường. Cho nên như là mình cũng không biết được là như thế nào, nhưng mà mình muốn đi tập nhưng mà thấy có nhiều cái động tác mà coi như thiếu, giống như coi ở trên TV, coi ở trên YouTube rồi người ta làm á, mình làm theo như vậy thì coi như thấy khó lắm các bạn. Đó, các bạn thấy đây nè, đó các bạn thấy không? Đây là cái động tác này của cổ, là cô cũng đang cái giống như là cái kiểu mà cô trườn hết mình ra đằng trước. Hai tay cô thì phải chống. Cũng giống như một cái dạng mà hít đất đó các bạn, nhưng mà mình nghĩ cái tư thế này của cô đang làm nó còn khó gấp 10 lần cái hít đất nữa các bạn. Hít đất thấy vậy chứ mà dễ, nhưng mà làm những cái động tác mà cô đang làm là nó cực kỳ khó luôn đó, chứ không phải là dễ đâu. Cái này là cần phải có cái sự mà thăng bằng, balancing cho nó tốt. Và cái quan trọng nhất á, là những cái tư thế này của cổ đang làm á, là các bạn biết là cái quan trọng nhất là cái đôi tay phải cực kỳ khỏe luôn. Tại vì một khi mà các bạn cứ tưởng tượng là những cái tư thế mà ví dụ như cổ chồng chuối lên, hoặc là cổ đang coi như là đưa đủ các loại tư thế hết, thì cái quan trọng nhất là cái đôi tay phải khỏe. Tại vì các bạn biết là có nhiều cái tư thế của người ta, người ta tập yoga là người ta phải hai cái đôi tay của cô ta phải chịu hết tất cả cái thân người của cổ, nguyên cả cái người cổ là cô phải chịu hai cái đôi tay của cổ, cái đôi tay của cổ là coi như là phải chịu hết tất cả cái thân mình của cổ. Trên cung không có phải là đơn giản đâu các bạn ơi. Thôi bây giờ cái video này cũng dài rồi nha các bạn. Mình xin tạm coi như khép lại cái video này. Và mình cũng xin được thành thật cảm ơn tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn đã luôn quan tâm, ủng hộ, theo dõi để khích lệ tinh thần cho mình trong suốt thời gian vừa qua, để mình có thêm cái động lực về mặt tinh thần để mình tiếp tục đeo đuổi cái niềm đam mê của chính bản thân mình là làm YouTube. Và mình mong là coi như là thời gian sắp tới mình sẽ cố gắng hơn nữa để có thể coi như là gửi tới cho tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn những cái video mà nó có ý nghĩa. Thành thật cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Thân ái, hẹn gặp lại.